theo cái nó chỉ. Vậy mình có đi xem nhà nữa hả? Không, theo cái nó chỉ đi được. Đi được, đi được. Đi xem nhà nữa. Không phải nữa này, đi. Yeah. Xem nhà rồi. Tối rồi con, về đi về. Thế này nó ghi 7 phút. Phòng thì đôi đất ở Tokyo này ở phòng nhiều phòng trống mà đi xem không đây bay đấy chơi đến đây bay ở kia
kêu cái này như kiểu là bóng chạy ấy. Chắc là bọn này đánh bóng về kia, bóng kia nó tự động theo dây chuyền chạy về đây chăng. Này, đi này, đi đi đứa này, đi đứa này đã. Đừng, đừng bám em ơ. Oh.
cái gì ăn hay mua một bữa đi bạn. Ai? 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 Ai?
한 것 같아. Lâu 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 người con phà phà bảo ấy. Cái nơi này phà bảo chưa?
Này, tôi cầm đây. Còn khô chưa? Có tay khô rồi. Ui. Đây. Mình ăn sang bên kia đường. Đó. Chờ đèn. Chờ nó đèn đỏ thì đi. Đèn xanh. Đây, bà gái đi đây bà. Xe bên ngay đây này. Đường đây nó đi hầm này. Vi ơi đi cẩn thận nào anh con. Đi nhìn đường hầm kìa. Ok anh nó còn nó cũng là cái hiệu cũ của thằng kho được chào này. Đây là thằng có chúng ta. Đấy xuống có hai cửa đấy. Bên này đường mình chỉ đường này. Đây là thằng máy đi xuống còn đi bình thường đi bộ đấy. Chưa bắt tổ mỏng. Bắt heaven bên này, heaven nữa. Vào đây đi được 2 ga luôn này. Nó còn kiểu Kuta Game 37 gì đấy. Đây, đi ra đây là chỉ cho cái siêu thị trong này. Nhưng mà ở đây chỉ có siêu thị này thôi. Còn mấy cái siêu thị vừa rồi ấy, thì hai cái. Tức anh đi bộ đây vào đi kho 15 phút thì đây vào. Tầng hai các tầm yên.
ơi. Mình có mua không? Mình mua cái bạn gì kìa. Mua được. À, bây giờ được. À, bây giờ đâu? Đá. À, nêu cho bạn cho. Đúng rồi. Alpha man. Alpha man. Chúng có mong nhỉ. Đi đây. Con bảo bố lấy cái bóng. Yeah.
Này lau đi, lau đi. Sao tay tét này? Ok, ta sẽ đi. Đi đi, đi đã. Đi đi, đi đã. Ba. Đi ra, ra ngoài đường. Này mày tháo ăn chưa? Tin chưa ăn cái này à? Kem. Kem chưa kem đấy. Thử que đây. Ăn cái kem này đi. Ăn nữa đi bố. Ga về chỉ thế này thôi, con này hơi dốc này, không đi đâu nên này thì không dốc thì chỉ đi về đâu. Qua người gặp xe đạp gặp không này. Cứ đổi hộp này. Tôi muốn nước bằng cái que này. Đi đây này. Đi đây đâu đây. Hơi nóng. Cầm nó. Đưa đây cho mình. Đi đi. Xe máy. Thôi. Cho ăn.
tôi như thế này. Kê chứ phải đoạn đâu, khó lắm, lúc đi từ nhà ấy không. Có gì nói xong ư là cái gì nhỉ? Cầm cái này, xử lý cái này. Hết chưa? Trong này mình rơi 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 không phải cái cổng. Anh tôi lùi ở cái này. Đây. Đi xong chưa? Chưa xong hết à? Đúng, đây, cái thứ hai rồi. Đây là cái gì nó gắn ghê lắm.
Ăn nữa. Đây này. Có ăn chưa? Quen. Xong chưa nhỉ? Cái chỉnh không mát mấy nhỉ? Thôi, mình thiển thế. Xong chưa? Xong thôi, thôi đừng mẹ nữa. Thôi. Gơm. Nào nào, tí nữa. Thôi. Đi gì tí. Chưa đi. Đây vừa cho cái này. Đi. Nó tay đi. Đưa cho bố chưa? Đi nhanh quá. Không đi thẳng đường được. Thẳng thì ở đây cũng được, mà nó chỉ đây thì đi thôi. Cắt, cắt, à, đây. Ok. Em. Không á. Không đưa cho anh không phải. Cây cọng này. Nhà tìm nhà Nhật. Ô tô về đây. Xe riêng đây. Kobita. Kobita.
gọi cho người ta đi nào. Tin ơi, sao mẹ nói bố nói không nghe nhỉ Tin nhỉ? Đi gọi đấy. Còn lối vừa rồi, cái cô vừa rồi cô ấy đi như thế để tránh cô đi chứ. Mình đi bên này thôi, còn có người đối diện bên kia thì có lối đi chứ. Đi gọi. An toàn khi Việt Nam mình làm nhà đấy, xe mô tô.